Hiện nay, khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn giữ ở mức 5 con số mỗi ngày, nhiều F0 biết bệnh nhưng không khai báo, tự điều trị tại nhà vì sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu F0 không khai báo, sẽ đối mặt với 4 rủi ro nghiêm trọng dưới đây. Đầu tiên là lây nhiễm cho những người xung quanh. Đây là rủi ro nghiêm trọng nhất có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. F0 không khai báo, thường ở nhà tự chăm sóc sức khỏe hoặc vẫn ra ngoài đi làm bình thường, có khả năng lây nhiễm rất lớn ra cộng đồng hoặc lây nhiễm cho chính gia đình, đồng nghiệp của mình. Hiện nay, có rất nhiều lý do dẫn đến việc người dân chủ quan không khai báo khi test nhanh COVID-19 ra kết quả dương tính. Chẳng hạn, khi họ có các triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Tuy nhiên, người dân cần liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn cách ly, tránh lây nhiễm bệnh dịch. Thứ hai, người không khai báo sẽ không được chăm sóc y tế đúng mức. Theo hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn 8728, khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà người nghi nhiễm trong vòng 24 giờ nhằm kiểm tra kết quả xét nghiệm. Sau đó, đánh giá lại tình trạng bệnh và điều kiện cách ly của F0 và F1. Trong trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, nhân viên y tế sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình F0 điều trị tại nhà sẽ được theo dõi sức khỏe mỗi ngày. Đồng thời, cán bộ y tế phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điện thoại của người F0 để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà. Khi F0 cách ly tại nhà có các dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh phường, xã, thị trấn, quận, huyện để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Vì thế, nếu không khai báo, F0 bỏ lỡ quyền lợi được điều trị tốt nhất cho bản thân. Thứ ba, F0 không khai báo sẽ bỏ lỡ quyền lợi ốm đau nếu tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu F0 điều trị tại nhà, tham gia bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng quyền lợi nếu có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Nếu F0 giấu bệnh thì không được cấp giấy này và sẽ mất luôn quyền lợi khi người lao động ốm đau. Thẩm quyền cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với F0 điều trị tại nhà thuộc về Trung tâm Y tế quận, huyện, trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà. Sau khi hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà, người lao động là F0 liên hệ Trung tâm Y tế để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và nộp lại cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để được hưởng quyền lợi. Cuối cùng, nếu F0 không khai báo, bị phát hiện có thể bị phạt rất nặng. Hiện nay, COVID-19 đã được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đồng thời, tại quyết định 447 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Vì thế, F0 không khai báo, ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, của người khác thì còn bị xử phạt. Theo Điều 7 Nghị định 117 năm 2020, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với người che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, F0 không khai báo, giấu bệnh dẫn đến làm lây nhiễm cho nhiều người khác hoặc làm bùng phát ổ dịch thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt cao nhất với tội này hiện nay lên đến 12 năm tù giam. Trên đây là 4 rủi ro đối với F0 không khai báo. Nếu còn thắc mắc về vấn đề khác liên quan đến dịch COVID-19, độc giả có thể để lại thông tin dưới phần bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 6192, và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin pháp luật đáng chú ý.